mối tình sâu. Ai sống ở trong ta sẽ sinh được nhiều hoa trái, ai từ rời xa ta sẽ già khô héo tàn phai. Hãy ở lại trong ta, như ta ở trong các con, để truyền thông sức sống, để truyền thông sức sống thân yêu. Hallelujah. Hãy ở lại trong ta, hãy ở lại trong ta, như nhỏ cành liên thân cây, để cho sinh hoa trái, để cho sinh hoa trái từ đây. Ta chính là cây nho Chúa Cha đã từ trồng cho, nên những cành trổ hoa Cha sẽ gìn giữ chở che. Ai sống ở trong ta nếu không chịu trổ hoa trái, sẽ bị người quăng đi tiếng chi khi héo lửa thiêng. Hãy ở lại trong ta, sẽ được tôn vinh nếu ai trổ nhiều hoa trái.